Xin chào cả nhà. 5 loại khủng hoảng mà anh em, 5 cái khó khăn á mà anh em sẽ gặp tới trong cái thời gian tới, thời kỳ hậu Covid là như thế này. Thứ nhất là anh em sẽ gặp khủng hoảng về thói quen. Có nghĩa là sau cái thời gian mà dịch bệnh ấy, thói quen của người tiêu dùng đã thay đổi rất là nhiều, từ thói quen mua hàng, giao hàng đến thói quen về đầu tư cũng đều thay đổi rồi. Thứ hai là khủng hoảng hay là khó khăn về niềm tin. Ít ai trong chúng ta thời điểm này tin rằng trong tương lai gần, trong thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chúng ta sẽ có những cái mức thu nhập bằng hoặc tốt hơn là trước khi xảy ra đại dịch, đúng không ạ? Như vậy thì từ đó người ta sẽ căn ke vào cái việc chi tiêu, làm cho ảnh hưởng đến cái room thị trường của anh em rất là nhiều. Cái khó khăn thứ ba mà Trần Quang muốn nhắc tới đó là cái khó khăn về mặt thị trường. Trong thị trường nó có thị trường về liên ngành, thị trường ngành dọc, đơn ngành đó, thị trường về tiền tệ và thị trường về lao động. Đặc biệt mọi người phải chú ý đến thị trường lao động là cái yếu tố thứ tư nhé. Vì doanh nghiệp nào muốn sản xuất phải có cái lao động mà. Anh em phải chú ý là ví dụ như vừa rồi đại dịch Covid xảy ra, rất nhiều người từ thành phố Hoa Lệ Sài Gòn về đã nói rằng là thề sẽ không quay lại thành phố Hoa Lệ Sài Gòn nữa. Mà người ta ở quê, người ta làm mức lương 5 triệu còn thích hơn là ở Sài Gòn làm mức lương 8 triệu. Vì vậy cho nên các doanh nghiệp cần phải lưu ý đến cái việc đối phó với cái thiếu hụt và ảnh hưởng cái sự thay đổi của nguồn cung lao động nhé. Khó khăn thứ tư mà chúng tôi muốn nhắc tới với anh em ấy, đó là khó khăn về tiền tệ. Sau cái thời gian mà đối phó với lại dịch bệnh rất là lâu dài và bền bỉ thì các doanh nghiệp bây giờ, rất nhiều doanh nghiệp đã kiệt quệ rồi, năng lực tài chính đã kiệt quệ rồi, nguồn dự trữ kiệt quệ rồi, và cái nguồn cung tiền từ cái việc là bán hàng trả trước cho khách hàng, mọi thứ đều đã gần như là đã kiệt rồi. Vậy thì sắp tới là mọi người sẽ phải đối mặt với cái việc là khan hiếm tiền tệ rất là nhiều. Chứ kể vào đó là cuối năm tài khoá tài chính ấy, thì ngân hàng sẽ bắt đầu là thắt chặt tiền, không cung tiền nữa mà chủ yếu thu về để tính toán cho năm mới. Vì vậy cho anh em cần phải có kế hoạch chuẩn bị trước nhé. Và khó khăn cuối cùng, khó khăn thứ 5 Trần Quang muốn nhấn mạnh đấy là cái khó khăn về mặt định hướng của doanh nghiệp các anh em. Đấy, định hướng bây giờ nó chưa rõ ràng cái gì cả. Dịch bệnh nó chưa có được khống chế hoàn toàn, mà ít nhất là theo Trần Quang nghĩ phải đến tháng 4 năm 2022 anh em nhé, thì mọi chuyện mới tạm tương đối ổn. Chứ còn giờ đến cuối năm thì vẫn còn phải chống chịu rất là nhiều. Định hướng nó chưa có cái gì rõ ràng, cho nên mọi người cần phải cứ bình tĩnh và tính toán, suy nghĩ cho nó kỹ rồi ra cái định hướng cho doanh nghiệp mình. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Nếu mà anh em thấy nó hay thì hãy bấm follow cho Trần Quang. Cảm ơn anh em.